các bác. Hôm nay Khắc Thanh sẽ giới thiệu với các bác mẫu loa nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà cấu tạo rất là đặc biệt. Nó gồm rất là nhiều loa. Loa này các bác thì dùng mà cho vi tính thì rất là ok. Loa này mã là V151. Mã V151 các bác nhá. Sada, hãng Sada. V151. Đây là một cặp loa các bác nhá. Trong một loa thì lại có cấu tạo rất là đặc biệt, là bao gồm có hai loa siêu trầm. Đây, một loa siêu trầm bên trái, một loa siêu trầm bên phải này. Và một loa full ở đây, loa tiếng này các bác. Ở đây, đấy. Cái bên trái này cũng tương tự như vậy, bao gồm có hai loa siêu trầm và một loa nời. Đấy, như vậy tổng cộng cặp loa này có 6 loa. Cầm rất là nặng, cao cấp, đẳng cấp. Bộ loa này dùng nguồn USB, các bác cắm vào cổng USB của máy tính hoặc là các bác dùng cục sạc điện thoại. Vì là cấu tạo bằng loa siêu trầm cho nên là tiếng bass của nó rất là ấm. Các bác nghe thì các bác đeo tai nghe để nghe đúng chất âm của nó. Loa cực kỳ là đẹp luôn. Nhỏ nhắn xinh xắn và rất là đẹp. Giá sản phẩm là 220.000. Các bác mua hàng xin hệ số máy 0964 867 866, sẽ có nhân viên bán hàng nói chuyện với các bác. Các bác có thể nhắn tin Zalo số đó luôn hoặc truy cập fanpage Facebook âm ly 12V. Giá sỉ em có để ở phần mô tả. Các bác đặt hàng xin vui lòng đặt cọc trước 50.000 thẻ cào Viettel. Giá sản phẩm là 220.000. Các bác đặt cọc trước thẻ cào Viettel 50.000 thì sẽ được trừ đi 50.000. Giá sản phẩm trừ đi 50.000 sẽ là còn 170.000. Các bác nhận hàng qua bưu điện thanh toán tiền số còn lại và tiền ship. Bác nào còn lăn tăn về việc đặt cọc sợ không có hàng thì vui lòng xem video phần mô tả, em có nói rõ và có minh chứng cụ thể. Cửa hàng em hơn 15.000 người đăng ký kênh nên là không bao giờ lừa gạt các bác làm gì cả. Vì công việc rất là bận cho nên là đơn nào phải chắc chắn đơn đó, cho nên là việc đặt cọc nó xảy ra, nó là chuyện bình thường đối với cửa hàng em, đơn nào cũng đặt cọc. Các bác nhớ đăng ký kênh ở bên góc phải để theo dõi những video sản phẩm mới nhất của shop. Xin cảm ơn các bác.